Nhiều mụn không? Yên, yên. Cũng mụn đầu đen đúng không? Em nặng cho sạch sạch lâu lắm chị xí. Dưới nó quay được không? Quay chị Loan rồi mà đâu quay người khác rồi. Bà trùm mụn mà. Không, không sửa đấy. Nhiều người họ thấy chị lấy quen rồi coi gì họ biết liền luôn, biết người mà lấy liền luôn. Cái nó đâu quảng cáo rồi thì nên chị vô không có à. Được à? Thì đó họ cái ăn được thời gian ngắn thôi đó. Thôi nhưng chắc mặt bầy thì cái chớ cái này hay xui mà. Thôi từ từ. Nói chung là mình thôi làm duy trì đi. Lâu lâu mình làm một cái thôi. Kiểu rứa thì nè lâu cái làm cái cho nó ấy thôi, không mà mình cứ thử cây nó đi đã, từ từ đừng kinh chính của mình đừng có làm nghe, kinh chính là đầu tiên.
Lỡ có chi mất công. Cái gì mình cứ thử, tại vì mình có cây mà, mình thử trước đi cho nó khỏe, cho nó yên tâm á, đỡ lo. Cái đang bị cũng không lo lắm nha, còn cái này không bị. Cái cây phụ nó bữa nay nó đỡ không? Được không? Hay. Không kiểm tra. À, tháng này số mấy? À. Quá xong rồi hả? À, quá sướng. Ai mà dài 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 mà dài dài nữa. Khỏe. Một phát đi luôn, nghe ghê quá vậy. Về luôn rồi đó. Con này chịu đa tốt đi. Em giỏi ghê chứ bà.
chưa chị xuống hơi lên đó. Bây giờ có tim không? Có. Ừ. Chưa đâm mà chịu đen chưa chị xuống hơi. À, thôi để chị xuống thì tim xong rồi đắp mặt đi. Ví dụ như là chị xong rồi đó. Có người bên cạnh nên không tiêu đến tiêu rưỡi hay lắm. Em nói tiêu đến tiêu rưỡi thì nên mặt cho chị bảo ra hạ tiền. Yeah.